mấy người bác bển đâu có cô quay qua vô này. Rồi chuyến này là chú lên bển là mấy người bển gặp chú luôn rồi đó. Chú này chú là tí rồi đó chú à. Dạ. Có tí luôn rồi đó. Đây thì quý cô bác anh chị bây giờ là Phong Nguyễn cùng với Quy Phước với bạn Việt Nam Bốn Phương thì gặp một người chú ở đầu ở ngoài cái đoạn đường đi vô cái hẻm của nhà chị Phượng á, thì để hỏi chú cặn kẽ về cái gia cảnh của chị Phượng ở đây để gửi những cái hình ảnh cuối cùng trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thì hôm nay chú ngồi đi cho nó đỡ mỗi chân chú. Đó, ngồi đi, ngồi đó, chú ngồi đi, chú ngồi đi. Con làm dâu quen rồi. Hai chú ngồi cái ghế này, ngay ghế này đi, tụi con bắt ghế đây. Đúng rồi. Thôi chú ngồi ở đây cho thấy cái chỗ làm của chú luôn. Thôi quay chi rồi người ta giúp đỡ sao. Chú muốn giúp cái gì? Giúp cái cơ sở lớn hơn phải không? Nó đâu có giúp. Bắt cái ghế anh dọn ta đợi. Nó chơi chạy nó thẳng. Mày ác mày từ từ. Chú ở sớm mà nói thẳng là chú là cô Phượng là chồng sớm. Tức là tập quen. Nói thẳng là gia đình cũng rất là khó khăn, nghèo khổ lắm. Cái nhà đó đó hồi xưa là cũng như cái dọn nhà dạng nhà nghèo. Dạ. Cái dạng gọi là hộ nghèo á, với gọi là thất quyền á, mới cất cái nhà cho cô Phượng đó. Đó. Thì nói thẳng là nếu mà mấy con mà có giúp được cô Phượng á, mà mạnh thường quân nào mà có ấy mà giúp được cô Phượng á, thì nói thẳng là cái bà con ở đây người ta cũng rất là mừng. Người ta cảm ơn cái những nhà mạnh thường quân đó. Đó. Thì không biết chú ở đây là có bà con gì với chị Phượng không? Không, chú là chỉ có là chồng sớm thôi. Sớm thôi, cũng không biết được cái tính tình chị Phượng ha. Phượng thì nói thẳng là bây giờ nói thẳng là tập quyền là từ hồi lọt lòng mẹ tới già lên. Thì nói thẳng thì ở với một người mẹ với một người anh. Người anh là cái nhà sát bên đó. Em một người em sát bên đó. Thì đợt trước mà khi con với bạn Phong nè đi tới ghi hình chị Phượng á, chú cũng thấy đó đúng không? Đấy rồi. Đó, thì khi mà tụi con ghi hình xong á thì có những cái thông tin trái chiều nói xấu về chị Phượng, thì tụi con cũng giúp khi mà chia sẻ hoàn cảnh á, mình cũng xác minh đâu đó cho nó khách quan, nó rõ ràng để mình giúp cho nó đúng người. Thì cũng có một người nói xấu về chị Phượng á, thì không biết chú ở đây chú biết chị Phượng cũng có xích mích với ai hay là có cái xấu gì hay không? Nói thẳng là cho con nói với mấy con á, thì vấn đề mà chị Phượng á, thì nói thẳng là vấn đề mà hiện giờ á, thì nói thẳng là hiện giờ lo là sống một mình thôi. Hồi xưa là sống với bà mẹ, bây giờ bà mẹ tách ra người em rồi, tức là chỉ có làm ba cái mà dặn ba cái bóng đèn nút bóng đèn thôi. Dạ, dạ. Là sống với cái tiền mà dạng cái tiền mà trợ giúp mà cái người mà tàn tật đó vậy thôi. Còn Phượng thì không có gì hết, trong xóm này không có gì hết. Dạ. Tức là cũng thì nói thẳng mình phải giao lưu chứ, mà nhiều khi xích mít thì chú không biết, ở khung cổng chú không rành. Đó thì cũng thấy chị Phượng hàng ngày đi ra ngoài này nè, cũng đi chợ đi đồ về rồi cũng lo toan mọi việc hết. Thì chú biết cái cô Lan ở đầu đường này không? Biết. Thì không biết chú có đánh giá về cô Lan này những cái cuộc sống cũng như là quan hệ chằm sớm như thế nào không? Cô Lan này là chị của cô của chú. Chị chú bà con. Chị bà con. Dạ dạ. Tính tình cô Lan như thế nào chú? Tại vì con thấy cô Lan nói không có tốt gì chị Phượng rất là nhiều. Không tốt chị Phượng rất là nhiều. Chú ở đây là cũng nếu mà chú ngại lên video thì tụi con chỉ lấy tiếng thôi, không ghi hình. Thôi. Không phải thì con nói chú nói với con á, cái dần lấy tiếng không được. Cái vấn đề đó là cái vấn đề khía cạnh thôi, khía cạnh xã hội. Cái những con người nào cũng không có toàn vẹn được hết. Thì bây giờ thí dụ hai người đó nó có xích mích thì nó phải có nói xấu với nhau thôi. Còn thí dụ mà cái xã hội người ta đánh giá, thí dụ chú nói với mấy con á, thí dụ con phải đi là hỏi mấy người này người kia hoặc là xác minh chính quyền địa phương ở đây hỏi cô Phượng này sao, tập quyền sao đó, cũng như cái đó là một khía cạnh thôi. Đó. Thí dụ bây giờ cái người đó bây giờ giả thiết đi tập quyền đi, mình nói vậy là không có đúng. Nó đi đâu phải là người toàn vẹn. Đáng lẽ là đáng lý mình là một cái cộng đồng xã hội là mình phải giúp đỡ. Đúng. Đó, giúp đỡ những hoàn cảnh đó, dạng hoàn cảnh người ta là tập quyền, người ta là khó khăn, cái gì vấn đề mà kinh tế này kia nọ đó,
như những nhà mạnh thường quân người ta giúp đỡ người ta cũng phải xem xét rồi. Yeah, yeah. Do mà dù mình nói cả nào mà nói đó vậy thôi, chứ mà nói xấu người ta là đâu có đúng. Yeah. Đó. Thì nãy giờ tụi con xác minh những người hàng xóm đây á, thì cũng có người nói là về kinh tế á, là để mà mua cái chiếc xe lăn á là chị Phượng cũng không có gọi là khó. Thì bên chị Phượng á, làm những cái chủ hụi á đó, thì người ta nói là chị Phượng không khó khăn, thì chú đánh giá như thế nào? Gia đình của chị Phượng cũng cái đó giá. Là cái vấn đề mà chị Phượng như vậy thì người ta thí dụ mà người ta thí dụ bây giờ con chú nói với con bây giờ như vậy. Yeah. Ví dụ một cái người tập quyền. Yeah. Người ta làm như vậy mà thí dụ người ta có mốt máy mà cũng như một đồng hai đồng đi, người ta tiết kiệm hơn người tiết kiệm đi như bờ bình thường, đáng lẽ đáng lý là mình phải khen người ta đó, đâu phải như cái người mà tò, đâu phải như những người toàn vẹn đâu. Yeah. Đó. Bây giờ người ta tập quyền người ta không làm, ví dụ vậy giả thiết người ta không làm mà dặn lúc đó thì người ta tiền lâu người ta sống. Dạ đúng. Yeah. Đó. Vậy là theo ý chú là chị Phượng á, dù mặc dù là bị tật nguyền nhưng mà là cố gắng vươn cuộc sống, là tự vương làm cái bản thân, là tự làm cái bóng đèn hàng ngày á, gia công là một ngày là chưa được 50.000 nữa. Thì sao thì đâu có sự cố gắng là rất là tốt. Dạ. Còn mà lấy làm chủ hội ở xóm đây để mà kiếm lời chút ít, đó là một cái cuộc sống tự vươn lên, thì nó đó là điều tốt không chú? Mà nó thấy đâu có làm chủ hội gì đâu. Dạ. Dạ. À. Nói chung mà góp tiền bỏ một heo đúng không, tới ngày đó nhận phải không chú? À, chứ đâu có, đúng không? À, chứ đâu có thấy làm chủ hội con mẹ gì đâu. Yeah, yeah. Trời ơi, thí dụ người ta chơi hội thì người ta mới tiết kiệm, người ta mới có tiền ra bỏ một heo, đó là chuyện bình thường. Yeah. Trong xã hội thôi, pháp ai lực, cũng vậy. Pháp luật cũng đâu có cấm ngày hội đúng không chú? Chứ đâu phải người ta mà ấy mà ta cho dai nặng lãi này kia nọ đâu có, đó là điều đó điều ta sai sai pháp luật. Yeah. À, với một điều á, thì tụi con biết chị Phượng là có hình như là có bé Thỏ, là đứa con là bị mất lúc trước, là bây giờ là về nhập xác chị để làm phước cứu nhân độ thế, thì theo chú nghĩ cái vấn đề đó nó đúng hay không? Vấn đề đó thì nói hẳn cái dạng là chỗ này thì cũng có mà rất ít. Yeah. Chứ không phải mà mấy con vô trong nhà mấy con thấy có để thờ hình này hình kia đâu, để mà cũng như là ông thầy này thầy nọ đâu. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Cũng như lâu lâu cũng như là vui vẻ, cũng như ai cũng là thân tín lắm mới gọi là coi thôi. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Đó. Nghe nói chứ... là, yeah, nghe nói là đợt trước những năm trước á thì có nhiều người từ phương xa tới, là đi có nghĩa là chặt cái con đường từ đầu đường vô luôn á chú, là đi xe ô tô tới để mà trị bệnh, mà nó được khoảng thời gian ngắn khoảng 1-2 tháng thôi. Không có vấn đề, không có. Không có. Em có con. Yeah. Vô của nó là thí dụ nó trị bệnh, nó dạng cũng như là ông muốn mà hành lâu lâu. Yeah. Thí dụ mà thân thiết lắm mấy coi. Yeah. Chứ không phải là dạng mà thầy mà chuyên nghiệp để đi cúng này cúng kia. Yeah, đâu. Yeah. Nhưng mà chị Phượng cũng có đi cúng nhân đồ thế, cũng giống như là khó khăn đúng không chú? Nói chung là cũng có giống như là vì nó vấn đề tâm linh á, thế giới bên kia á, chị Phượng cũng có những người con theo mình để độ, để giúp người. Thì điều đó có không, cái điều đó có không? Có, mà cũng như lâu lâu mấy con lần, chứ không phải mà như là hàng ngày. À, đó cũng phải là cái công việc chính để chị Phượng thì chị không, kiếm đó tiền. Đó không phải là cái công việc chính, công việc chính là hiện giờ là dặn cái bóng đèn. Dạ, con vô thấy rõ ràng, đó là dặn bóng đèn. Sự mà chú chia sẻ rất là thiết thực luôn. À, đó, đó là hiện thực rõ ràng, tại chú hàng ngày chú đi vô cổng. Chú là chú qua nhà của em con Phượng ngồi sát bên, ngày nào chú vô trong chú biết. Với lại đây chú đây cũng là người anh em bà con với cô chị cô Lan. Cô Lan nữa. Ừ. Em dâu hả chú? Cô Lan. Đó là bà ông già của chú là em ruột của cô Lan. À, em ruột của mẹ cô Lan. À, cô cậu. Dạ bà anh em cô cậu đó. Dạ. Em cô cậu đó. Tại vì đó là không thực tế. Dạ dạ. Tức là nó không có thực tế được. Vậy là những cái lời mà cô Lan nói về chị Phượng là nó sai. Nó không có thực tế được. Không thực tế được. Dạ, dạ. Không có thực tế. Như là hai bên có cái sự xích mích gì đó. Thì đó là... rồi. Cho thì nên tôi... là người này nói xấu về người kia là đúng. Đúng rồi. Bình thường đúng không? Dạ, dạ. Nói xấu rồi bình thường. Chuyện xã hội chú nói với con á, chuyện xã hội cái vụ những người mà tập quyền như mấy con mà đưa lên mà cái YouTube là đó là đáng khen. Yeah. Những nhà mạnh thường quân người ta giúp đỡ, đó là ta làm cái lòng tình thiện của người ta. Yeah. Chứ còn mà thí dụ mà có lành lặn mà ăn chơi mà đưa lên YouTube thì cái đó vấn đề đó là sai. Yeah. Yeah, nó không có đúng chỗ nào á.
tức là phía sau nó không có đúng mẹ vậy á. Đó đó dạng là dạng cũng như cái đó là dạng cái tin cái đó là làm gọi là tàu lao, tàu lao lừa đảo lừa đảo rồi ta. Dạ, dạ. Đó vậy thôi. Đó. Hồi chiều hình như là nguyên ngày nay là một cái người chú, hình như là chú tên gì tôi con không có biết á. Nguyễn Hồng Hoa. Dạ. Chú á, ngày mai con có xuống đây là chú sẽ con quay một cái bà già hiện giờ rất khổ gần nhà chị Phượng. Dạ dạ. Hiện giờ ở cái chòi mà ra phải hai bà cụ không? Hai bà cụ. Một bà cụ một bà. Hiện giờ là tám mấy tuổi. Dạ. Hổm con gặp con chú gặp cội con mà chú không giới thiệu được, tức là dạ, ngay nhà đường chị Phượng quẹo lên. Hiện giờ bà đó ở là hiện giờ mưa gió rất là, con cũng biết mùa này mưa mà hiện giờ bà mua tấm mà tấm bố mà bóng tố trắng bà che. Giờ bà là khoảng bảy mấy tám chục tuổi. Ở con mình không còn cháu hả chú? Có con mà ở với con không được, bà phải ra bà cất cái chòi bà. Rồi cuộc sống mưu sinh như thế nào? Mưu sinh hiện giờ nói thẳng là ta cho nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Con cái không cho luôn. Con cái giờ nói thẳng dạng con cái nó cũng nghèo. Dạ. Nói thẳng gia đình rất nghèo. Ôi. Đây là thôi, lo dạ, xíu. Chắc chắn tụi con dạ, sẽ dạ, quay lại. Con phải lại quay cái bà đó lên. Tại vì dạ, ra mua đồ chú là chú cho không. Dạ. Chú thấy hoàn cảnh rất nghèo. Dạ. Đó, họ mua dây điện bóng đèn là lần ghi câu rồi chú nói thôi. Thôi cho bác hai, bà là tên bà Hai Ngu. Dạ, Hai Ngu. Ở ấp Văn Thành, xã Minh Nghị. Dạ, thôi, hồi nãy giờ tụi con thì cũng nghe những cái lời chia sẻ của chú Hòa rất là nhiều rồi. Những cái lời chia sẻ rất là chân thành. Thì cuối clip rồi, thì chú Hòa có muốn gửi cái lời nào đó đến tất cả những cô bác mạnh quân khi mà tụi con ra về không? Ở giờ chú không nói gì hơn, chú thay mặt của bà con ấp Văn Thành, xã Bình Nghị, huyện Hồng Đông, tỉnh Tiền Giang cũng giúp cho cô Phượng cũng như vượt qua cái khó khăn đó đó. Cũng cảm ơn những mạnh nhà mạnh thường quân giúp đỡ giùm. Dạ. Thôi chú có nhiều đó thôi. Cuối video thì con gửi lời chúc sức khỏe đến chú một cách sâu sắc nhất. Thứ nhất là thấy chú ở đây có tấm lòng bác ái rất là lớn. Cái thứ hai nữa, mục tiêu của chú làm giàu rất là nhiều. Đây đây cô bác anh chị xem nè, cờ người của chú là của anh chị. Tại chợ cái gì không có, tại chú nói chơi thôi. Rồi chơi thôi. Rồi thôi thì tụi con cũng cảm ơn chú Hòa rất là nhiều luôn. Chúc con chiến xa con xuống đây chú dắt lên nó quay đó, tại vì hiện giờ đang mùa mưa thấy bạc khổ quá. Bây giờ cũng muộn rồi chú, cũng gần 7 giờ tối rồi, tụi con phải trở về Sài Gòn nữa. Đây về đó là cả trăm cây số rồi. Yeah. Còn mà cái quay cái vui lít của bà già lên là con ăn khách liền. Dạ, yeah, con cảm ơn chú nha. Bảo đảm, tại vì đó, bà rất là, bà hiện giờ bà rất khổ. Hiện giờ đang mưa gió, đang mưa gió. Giờ bà che bà lụp chụp vô cái chòi. Cái chòi cũng ra cái chòi. Bữa nào con xuống quay mà nếu mà quên cảnh trời mưa đó là dốt ok. Dạ. Là ok luôn. Dạ. Hiện giờ đang bà ở cái đó đó. Bữa nào mà tụi con xuống quay mà không có mưa á thì con nhờ chú múc nước tát giùm con nha. Chắc bị dí trời quá. Thôi thì con chào chú Hòa nha. Dạ, con chào chú Hòa. Rồi, cảm ơn chú sức khỏe luôn.